Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì chú bác, các anh các chị và các bạn thân mến. Hôm nay cái nội dung livestream của Zupi nói tại sao các thế lực thù địch đòi xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp năm 2013. Thì chúng ta cùng nhau vào phân tích và nhận diện về cái vấn đề này. Đối với cái điều 4 hiến pháp ấy, là cái bước cản lớn nhất của các thế lực thù địch phản động mà trong suốt mấy chục năm vừa qua ngăn bước bọn chúng thành lập hội đoàn, đoàn phái, các văn đoàn độc lập để có một cái đảng phái hay là một cái tổ chức chính trị xã hội đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đấy ấy, thì có cái hội nhóm hiến pháp do cái đám Nguyễn Nguyên Thủy này là người khởi xướng, cũng đòi xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp và đòi thực thi điều 25 hiến pháp. Đối với cái nội dung mà Dương Vi hôm nay đưa ra ấy, tại sao các thế lực thù địch đòi xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp năm 2013, sau khi Dương Vi chia sẻ xong ấy, thì Dương Vi sẽ mời các anh, các chị với các bạn lên cùng nhau trao đổi, bình luận và nhận diện về cái bản chất thật của bọn chúng. Bọn chúng mục đích đòi xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp là gì? Lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều khách quan và quá đúng đắn. Trong khi đó, các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách để chống phá, làm mờ, xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hợp hiến. Các nhà dân chủ dởm, đặc biệt là các nhà đấu tranh dân chủ cuội, đần độn này, trong ngoặc kép, đơn phương tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam độc đoán, chuyên quyền, bóp nghẹt dân chủ, bao che lợi ích nhóm, vân vân và vân vân. Đấy là cái chiêu trò của chúng. Từ đó, chúng yêu cầu xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp năm 2013 với âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Hơn thế, chúng còn dùng nhiều cái thủ đoạn thâm hiểm và khích bác gây xôn xao dư luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Chúng chỉ tập trung vào các điểm tiêu cực trong xã hội, cố tình bới móc, phê bình, áp đặt những cái điều xấu xa trong cái chính quyền của Đảng. Những cái mặt tích cực thì chúng lờ đi, coi như là không có, và chúng không quan tâm và chúng không nhắc đến. Đấy. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, ra đời và lãnh đạo đất nước nhân dân ta dựa trên cái nền tảng khoa học và xã hội vững chắc, trên hệ thống tư tưởng của Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cố tình thêu dệt những cái luận điệu đánh vào cái nền tảng tư tưởng của Đảng ta, cho rằng ấy, cái tư tưởng đã lỗi thời, sắp bước vào cái thời kỳ thoái trào, phi khoa học, không còn phù hợp với thực tiễn của đất nước. Đó. Trong vài năm gần đây ấy, lợi dụng cái công cuộc chống tham nhũng của Đảng diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng, chúng ấy, thừa nước đục thả câu, trong ngoặc kép nhé, xoáy luận điệu vào những cá nhân, cán bộ đảng viên biến chất nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Nguy hiểm hơn, chúng cắt xén ghép nội dung những điểm lý luận trong hệ thống tư tưởng của Đảng để xuyên tạc một cách trắng trợn, qua đó yêu cầu xóa bỏ cái tư tưởng Mác-Lênin, cái chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi Đảng và khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Một đảng cầm quyền mà không có nền tảng tư tưởng chẳng khác gì là một tổ chức không có cái kim chỉ nam hành động. Mưu đồ của các thế lực thù địch ấy, khi muốn bác bỏ cái điều 4 hiến pháp cũng chính là muốn Đảng ta mất đi cái kim chỉ nam hành động, mất cái phương hướng trong mọi hoạt động lãnh đạo đất nước. Xa hơn, chúng muốn đẩy Việt Nam vào cái tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ. Đó là cái mục đích của bọn chúng là vậy. Ở đây này còn có nhiều cái luận điệu chống phá khác. Ví dụ, không chỉ chống phá về nền tảng tư tưởng, về vai trò lãnh đạo của Đảng, mà các thế lực thù địch còn mạnh bạo chống phá trực tiếp đối với tổ chức Đảng, tổ chức hoạt động của Đảng luôn có những nguyên tắc cơ bản, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ làm đầu. Đấy, các nhà dân chủ lưu vong cho rằng tập trung thì không thể có dân chủ, cho rằng nguyên tắc này sai với cái lý luận và lối thời. Đấy. Mà đây này, tập trung để đảm bảo tính thống nhất, đoàn kết cao cho cái tổ chức đảng. Xong bọn chúng cho vì là do tập trung thống nhất cao, đoàn kết trong cái tổ chức đảng này, bọn chúng lo sợ tập trung quá sẽ dẫn đến cái chuyên quyền độc đoán, nên phải đi đôi với dân chủ, nghĩa là nghĩa nôm của nguyên tắc này là vậy. Nhưng mà đối với các thế lực thù địch ấy, điều đó là phi dân chủ, là độc đoán, là lạc hậu. Thay vào đó chúng cổ suý cho việc chia rẽ nội bộ tổ chức đảng, khích bác các luồng thông tin không chính thống, gây nghi kỵ, mất đoàn kết trong đảng. Trong cái thời gian qua, trải qua cuộc bầu cử, cuộc đại hội đảng bộ các cấp đã diễn ra hướng tới đại hội đảng toàn quốc, các luận điệu xuyên tạc bọn chúng lại tiếp tục lặp đi lặp lại, bôi nhọ xuyên tạc ngày càng mạnh. Các hội nhóm, các tổ chức mang danh các nhà báo độc lập này, phóng viên không biên giới, văn đoàn độc lập, vân vân. Bọn chúng ra sức kích động trên internet, mạng xã hội. Chúng lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của đại bộ phận người dân ở nông thôn để kích động. Nhiều cái luồng thông tin xấu độc được phát tán nhằm hạ thấp cái uy tín và cái vai trò lãnh đạo của đảng. Bọn chúng cùng hùa theo các nhà đấu tranh dân chủ chủ chốt, thí dụ như cái đám Nguyễn Quang A này, bọn chúng phủ nhận sự lãnh đạo của đảng này. Hơn bao giờ hết, trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này người dân cần hết sức là cảnh giác, chọn và đọc tiếp cận những luồng thông tin chính thống thay vì các tin tức trôi nổi trên mạng xã hội chưa kiểm chứng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng quản lý thông tin cũng như cơ quan an ninh mạng tiếp tục đảm bảo cái công tác giữ gìn an ninh trên môi trường mạng, trên không gian mạng này, và có cái biện pháp phòng chống, dập tắt ngay lập tức các luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, và đặc biệt hơn là yêu cầu xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp năm 2013. Ở đây có nêu ra một số cái biện pháp then chốt để đẩy lùi cái hoạt động chống phá của thế lực thù địch, đặc biệt là chống phá cái điều 4 hiến pháp này. Thứ nhất là tiếp tục làm mạnh các công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên, vạch rõ các hình thức thủ đoạn thường gặp và mới gặp của các thế lực thù địch nó chống phá. Ở đây nhấn mạnh đến cái vai trò, yếu tố của người đảng viên. Người đảng viên vừa là đối tượng, vừa là chủ thể trong cái công cuộc tuyên truyền, bởi đảng viên phải là người hiểu và nắm rõ các phương thức thủ đoạn chống phá mới có thể diễn giải cho nhân dân và nhiều người hiểu, để phòng tránh trước những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng. Chào Hoàng Yến, chào anh Khổng Minh Phát, chào tất cả mọi người. Đối với sự phát triển của công nghệ thông tin, nó có nhiều cái mặt lợi, nhưng mà ngược lại có nhiều cái mặt rất là hại. Lợi bất cập hại là ở chỗ đó. Đối với sự phát triển công nghệ thông tin và mạng internet trong cái thời gian này, thì nó tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhưng mà ngược lại nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là các thế lực thù địch lưu vong, phản động, phản quốc ở hải ngoại, đặc biệt là các diễn đàn hoặc là các đài phản động. Nó thông qua mạng xã hội như YouTube, Facebook, Twitter để nó tuyên truyền quảng bá gọi là tâm lý chiến vào trong đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy cái công tác tuyên truyền đấu tranh không chỉ tiến hành ở ngoài đời thực mà còn có sự tổ chức trên không gian mạng. Mỗi cá nhân, đặc biệt là cán bộ đảng viên cùng với là các lực lượng vũ trang cần nêu cao cái tinh thần cảnh giác, phán đoán, phân tích thông tin và cập nhật thông tin tình hình trên cơ sở mà chúng ta nắm bắt đấy một cách kịp thời, nhanh chóng, để qua đó tạo cái điều kiện thuận lợi cho những người người ta tiếp cận để phản bác một cách khoa học và kịp thời. Trong cái khâu tuyên truyền giáo dục kết hợp với linh hoạt cái nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta phải kết hợp với sự phân tích thuyết phục, vừa răn đe cảnh báo, kiên quyết dập tắt các luận điệu sai trái, những âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch. Trong đó chúng ta phải gắn rõ trách nhiệm, đặc biệt là về những cái điều luật thuộc những cái điều liên quan đến luật an ninh quốc gia, ví dụ như điều 88, điều 113, 117 hay 258 của Bộ luật hình sự, vân vân. Và qua đó chúng ta tổ chức lên diễn đàn hoặc viết bài, livestream, nói chuyện để làm sao để tuyên truyền kịp thời cho người dân, đặc biệt là những người dân người ta chưa tiếp cận, chưa có thời gian hoặc chưa hiểu rõ bản chất của bọn chúng, để vạch rõ ra cái bản chất của bọn chúng cho người dân hiểu rõ. Đặc biệt là các tổ chức hoặc cá nhân của các thành phần phản động này chúng ta cần phải làm rõ trước cái thời điểm, đặc biệt là trong thời gian tới là vào quý 1 năm 2021 tiến hành đại bầu cử đại hội đảng lần thứ 13 và tiến tới bầu cử hội đồng nhân dân cấp, thì chúng ta cần vạch rõ ra những cái thành phần, những cái tổ chức cá nhân của các thành phần phản động đó. Từ đó chúng ta tạo ra cái cơ sở để quần chúng nhân dân làm một cái kênh thông tin phản biện, một lực lượng rộng rãi để phản bác, tuyên truyền, để đấu tranh chống lại các luận điệu, chống lại cái âm mưu tâm lý chiến của các thế lực thù địch. Nó thông qua việc đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi thực thi điều này điều kia, hoặc đòi xóa bỏ những cái điều luật thuộc về an ninh quốc gia, hoặc đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Cái đây là rất là cần thiết. Cái điều quan trọng, cái thứ hai ấy, cái điều quan trọng, cực kỳ quan trọng là này, kiên quyết giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được cụ thể hóa thông qua cái điều 4 hiến pháp năm 2013. Nếu mà chúng ta không giữ được cái vai trò cái cơ bản nhất để bọn chúng yêu cầu xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp, thì mất đi cái vai trò lãnh đạo tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy chúng ta cần phải kiên quyết giữ vững cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái việc cụ thể hóa ở điều 4 hiến pháp, và đặc biệt cái lịch sử ra đời và hình thành của Đảng gắn liền với cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đó. Thí dụ là gì, Đảng Cộng sản Việt Nam được ra đời, được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930. Từ đó đấu tranh để làm gì, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thì trải qua từ 1930 đến 1945 là giành được cái cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Từ cuộc cách mạng tháng 8 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cái đấy cũng là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ 1945 cho 1954, từ 1954 đến 1975, từ 1975 đến 1986, từ 1986 đến giai đoạn hiện nay, khẳng định rằng cái việc lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước có một cái ý nghĩa vai trò quyết định rất là to lớn. Cho nên chúng ta không thể chấp nhận một thế lực thù địch nào nó xuyên tạc về cái vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là về cái điều 4 hiến pháp. Hơn thế nữa, đối với cái cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam này, từ năm 1930 cho đến nay, có một cái vai trò có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với lịch sử phát triển của thế giới, đặc biệt là trong cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, cần chủ động, không thay đổi xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động đáp ứng các yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là giai cấp công nhân và nhân dân lao động là những cái tầng lớp chính là nơi đảng viên trưởng thành, tôi luyện ý chí bản lĩnh cách mạng vững vàng. Để giữ vị trí tiên phong, Đảng ta cần liên tục trau dồi và phát triển các cá nhân quần chúng ưu tú trong và ngoài Đảng. Đấy. Về cái thứ ba là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất, một lòng, đoàn kết trong Đảng. Hiện nay nguy cơ chống phá cao nhất là chỉ có ta tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự ta đánh phá từ bên trong của chúng ta này. Chính vì vậy, nhận thức đúng cái điều đó, Đảng ta đã liên tục cụ thể hóa bằng nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đấy. Đây là cái nguy cơ đã trông thấy không chỉ trong lịch sử mà còn ở hiện tại của chúng ta. Trong lịch sử, đối với đất nước ta cũng gặp phải cái vấn đề này, nhưng mà ta biết rõ và sớm có cách khắc phục thay đổi. Nhưng mà đối với Đảng Cộng sản Liên Xô không chịu nhìn nhận một cách đúng đắn, khách quan nên đã bị sụp đổ. Đối với cái công cuộc đấu tranh phản biện này thì đặc biệt đấy, ở đây nêu ra cái vai trò là mỗi cán bộ, đảng viên và những đoàn viên thanh niên ấy, phải tham gia vào và phản bác, chống lại những luận điệu xuyên tạc này. Và mỗi đảng viên ấy, đều có quyền tham gia vào bàn bạc, tranh luận, phản biện các công việc chung của Đảng, thường xuyên tổ chức phê bình và tự phê bình để xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, từ đó xây dựng khối đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng trong cái tổ chức Đảng. Đấy. Thực hiện tập trung dân chủ cũng chính là thể hiện sức mạnh kỷ luật thép trong Đảng, loại bỏ ngay từ đầu những cái tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong cái phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấy, được cụ thể hóa bằng chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị này. Cái đấy giúp cho cán bộ đảng viên không ngừng rèn luyện, học tập, qua đó giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhà nước và xã hội. Thực hiện các phong trào này cũng chính là cái biện pháp phòng chống, đẩy lùi sự chống phá của các thế lực thù địch đấy. Đặc biệt, càng gần kề cái đại hội Đảng toàn quốc, cần có những biện pháp thực hiện xây dựng khối đoàn kết dân tộc càng vững mạnh hơn, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc phòng chống, đẩy lùi các luồng thông tin xấu độc, chống phá Đảng, chống phá nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và khơi dậy cái tiềm năng sức mạnh trong nhân dân để lấy đó là làm yếu tố cơ bản quan trọng nhất, đảm bảo cho sự thắng lợi của đại hội Đảng sắp tới, và kiên quyết đảm bảo vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại điều 4 Hiến pháp năm 2013, không để cho các thế lực thù địch phản động đạt được cái âm mưu, thủ đoạn và mục đích của bọn chúng. Đối với các thế lực thù địch phản động, bọn chúng luôn luôn tìm mọi cách để chống phá, để làm sao đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, có nghĩa là đồng nghĩa là phủ nhận đi cái vai trò, cái thành quả cách mạng từ khi thành lập đảng cho đến nay. Mà ngày trước Dương Vi làm một cái live rất là ngắn. Vâng, cháu chào chú Phạm Xuân. Không phải live mà cái đấy là làm một cái clip. Dương Vi nói rằng nếu đất nước Việt Nam không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có đất nước Việt Nam như ngày hôm nay. Thì bọn chúng, các thế lực thù địch phản động nói rằng nếu không có đảng thì vẫn có người dân. Xin đưa rằng nếu mà không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước Việt Nam này bị xóa sổ trên bản đồ thế giới trước năm 1945 là một thuộc địa của thực dân Pháp, làm người dân An Nam là kẻ nô lệ cho thực dân đế quốc. Bọn chúng không coi người Việt Nam, người dân An Nam là người. Nhờ có đảng thì đời ông đời cha chúng ta mới có lý tưởng đấu tranh. Đấu tranh làm gì? Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và bây giờ thế hệ trẻ như thế hệ Dương Bi, những người ta có bản lĩnh, có khả năng, có trí tuệ, làm giàu cho quê hương đất nước, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đó là những thế hệ trẻ trong cái thế kỷ 21 này. Cho nên Dương Vi nói rằng nếu mà không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có nhân dân, không có đất nước, không có dân tộc Việt Nam ngày hôm nay. Thì các thế lực thù địch đó luôn luôn phản bác cái điều đó. Vâng, anh Khổng Minh Phát đúng rồi. Chính thực dân đế quốc, người ta cho rằng người dân Việt Nam chúng ta vào những cái năm 30, 40 của thế kỷ trước là mọi rợ, là cu ly. Đúng rồi chú Phạm Xuân, đảng lãnh đạo dân tộc làm cách mạng, đánh đuổi thực dân phong kiến, thành lập nước Việt Nam đầu tiên trên Đông Dương, là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.